Hi, xin chào quý vị, chú bác và anh chị đã trở lại với kênh Biển Lặng Vlog nha. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại bãi biển Long Hải mọi người ạ. Hôm nay mình đến chỗ di tích lịch sử Mộ Cô ở biển Long Hải, mình đi hành hương và review chia sẻ với quý vị, chú bác và anh chị mọi người cùng xem có những cái gì đặc biệt và vào ngày lễ đầu năm ở khu di tích lịch sử Mộ Cô mọi người. Mọi người hãy theo mình vào bên trong xem có những cái nét gì đặc biệt nhé. Mọi người đâu đông đông ghê. Ở trên này là Mộ Cô mọi người. Chiếu nữa mình sẽ lên bên trên và review cho mọi người cùng xem nhé. Khiếp không? Nói đầu xuân năm mới thì ai cũng có một cái sở thích là gọi là đi cầu bình an đó mọi người. Có xe hoa đẹp quá mọi người. Có cà phê này mới lên mọi người, mới mọc và đẹp. Đẹp quá ha. Phải nói là người đông nghịt luôn mọi người ạ. Ở đây có cái view cà phê rất đẹp. Ngắm hoàng hôn xíu nữa mình sẽ vào check in cho mọi người xem. Trên bên dưới có những cái gì đặc biệt không? Thấy không? Cái biển nó không biết ở đâu. Em lên nhờ cái xu anh, em quay dựa chứ. Đẹp mọi người, phải nói là cái view cà phê này rất đẹp. Xíu là mình sẽ vào. Mình sẽ vào order vài ly nước xem. Là gái xinh, là gái xinh em đứng nè. Này, bà con mua gì cho bác này, đồng quá mọi người. Người đông nghịt luôn mọi người ơi. Ở xa xa bên kia là bãi biển Long Hải mọi người nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên này là đường lên rừng Bồ Câu này mọi người. Giờ mình sẽ lên trên mộ cô nhé mọi người nhé, để dừng nén nên ảnh hưởng là rồi mình mới vào check in cà phê ha. Ở đây có chú rồng ngọc đẹp quá này. Thế mà thắp nhang là mọi người rồi à, mình đi vào có đỡ mấy cái ly nước rồi. Quá đông mọi người, mà mình khàn cổ quá đây. Đây là nơi khu yên nghỉ mọi người nha. Là chiếc thuyền ngày xưa là cô đi một phòng mọi người. Thấy cảnh bên trên này rất yên bình mọi người, rất yên tĩnh. Xin phép cô cho con review chia sẻ với mọi người xíu nha. Đây là mộ của cô mọi người. Đây là mộ cô nhá. Mình ho mà mình nên là khàn cổ quá nên mình cũng không nói rõ đâu, mọi người. Mong mọi người thông cảm nhé. Đây là di tích lịch sử văn hóa của dân cô này mọi người.
Đây nếu mà mọi người chưa hiểu lắm thì cứ vào đây ra xem nhá. Vào đây xem là mọi người sẽ biết được. Tục truyền rằng là ngày xưa là cô đi theo ba mẹ vào đánh cá. Quê cô ở Bình Thuận đó mọi người. Là bị rơi xuống biển và dạt vào nơi này. Là bà con người dân ở đây Long Hải người ta đưa cô về chôn cất ở đây. Nói chung là mình cũng không rõ lắm về cái lịch sử này, nhưng mà mình sẽ review cho mọi người và chúng ta cùng tham khảo cùng đọc hôm nay nhé. Cảnh biển đẹp quá mọi người. Đường xuống biển đó mọi người ơi. Hello. Chào các chị đẹp nha. Menu bật nước đi. Cảnh thoáng à, đẹp. Đông người quá. Về
người ta làm cái mô hình thuyền buồm đó mọi người, rất đẹp. Chúng ta làm mẹ Long Hải đó mọi người. Đó là cái cổng chào đường xuống biển đó mọi người nhé. Đẹp quá. Dạ, YouTube chị. Dạ, biển lặng vlog chị. Biển lặng. Biển lặng vlog. Có lẽ đầu xuân năm mới thì mình cũng xin kính chúc cô dì chú bác, mọi người một năm mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Mình cũng xin dừng và kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp nha. Bye bye.